Đạt ơi, em có thể ra rồi Đạt ơi. Không ra rồi. Nhận rồi. Không ra rồi. 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 Em có thể đi ra được rồi. Tại vì vừa nãy chị chụp cái khúc, vừa nãy chị nhìn thấy cái quần xà lòn của mày. Em biết mà. Rồi ôm luôn rồi. Ôm cho cô Leo, cô Leo nó ôm cái cặp của anh nó phơi. Nhưng mà cho Leo quá. Nó mất dạy nhỉ. Ờ Leo nó gãy chè nó quýnh luôn á. Với lại Leo nó nói là nó ôm cái cặp của anh phơi hơn là chơi cặp á. Nó ôm ngủ. Ờ nhưng mà anh ta gờ như dám vậy. Rồi con Ruby con trả cho con này đi. Ôi em ba lu. Kìa chị Minh ơi, chị Minh con Ruby nó phơi chị Minh. Cái gì lại nó không cho em lấy luôn á. Trả đây. Rồi cho con này chơi nè. Để con Minh đi. Ê gì vậy? Trời. Ngon quá. Rồi mình dịnh cái tay, mình bóp cái tay tao lại luôn. Còn nào chưa chơi không? Vô cùng nè. Cô ơi, Khỉ ơi. Trời. Nghe cái nào. Hôm nay đi nó chơi nó phê xong nó ngủ luôn này. Ba luôn đấy chị Minh. Ba luôn ngủ không? Ê, mà đáng nghe mà nghe ngủ hết rồi. Vui quá. Bối bối sâu tính, không lúc nào nó chơi cỏ xong nó cũng đánh mấy đứa khác. Cái này gọi là lá nho bạc hà đúng không? Dạ. Ai lá gì vậy? Có ai lá gì đâu? Sao con lại giống tính mẹ con vậy vậy? Bố mẹ muốn chơi rất là điềm đạm luôn. Ê, kia có hành động lạ gì kìa. Rồi xong ra hết cả cỏ. Rồi chơi tiếp đi con. Một số bé mèo là ăn cỏ mèo xong là sẽ ói ra. Nhưng mà cũng tốt bởi vì nó ói ra búi lông này. Nó ói ra chuyện luôn à.